Rồi, xin chào tất cả quý anh em nha. Rồi, chào mừng quý anh em tiếp tục quay trở lại với Bonsai Trường Thi. Vẫn là khung giờ quen thuộc 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Thì Bonsai Trường Thi có những cuốn video giới thiệu bonsai. Rồi, hôm nay giới thiệu với tất cả quý anh em một cây hải châu, dòng lá siêu lý nha. Đây dòng lá rất là đẹp. Xíu nữa tôi sẽ quay cho quý anh em xem. Cây cũng đang cho trái, dáng song thụ, có một cành hiên. Rồi, để quay tổng thể cho quý anh em tham khảo nha. Cây này cái dòng lá rất đẹp. Dòng lá rất đẹp cho quý anh em. Xíu nữa sẽ quay cận cảnh cho quý anh em xem. Chúng ta xem cái dòng lá của cây. Một cái cây một cốt hai thân, dáng song thụ, có một cành hiên và một cành trực lùa theo. Cây cũng khá là dáng cũng khá là lạ, khá là mắt. Anh em xem tổng thể cây. Rồi, mình sang thì sẽ đo thông số cho anh em xem. Cây tiết cây này thì được vào một cái chậu con cao. Lúc dâm phôi thì nó vào cái chậu này luôn quý anh em. Cho nên là cái bộ đế nó hơi chìm. Khi người ta chơi hết mùa trái này, người ta thay chậu thì người ta nhóm đế ra nha. Kích thước hoành tổng đế là 38 nha. Thì hai thân này là bằng nhau quý anh em. Thì kích thước của nó là 8 quý anh em. Hai thân này là kích thước 8. Chiều cao. Chiều cao cây tính từ mặt chậu lên tới đỉnh ngọn thì nó là 50. 50 quý anh em. Kích thước 50. Phủ tán. Phủ tán thì nó cũng tầm khoảng 50 nha, khoảng 50. Chậu cây này là cái chậu lục giác. Chậu lục giác kích thước là 30. Kích thước là 30. Cây có một cái dòng lá rất là đẹp. Quý anh em xem chúng ta xem kỹ cái dòng lá nha. Quý anh em xem kỹ dòng lá nè. Lá rất là đẹp nha quý anh em. Đây. Những cái dòng lá dòng đây là một trong những cái dòng lá đẹp đẹp trong cái dòng hải châu. Lá rất là bé. Rất là bé. Và cây cũng đang cho trái. Đây. Cái mùa vừa rồi cho trái đó quý anh em, tự nhiên là trái cũng không có nhiều. Chưa rổ trái lắm để cho trái của hải châu. Trái này một cây chơi được chắc cũng phải tầm một tháng rưỡi nữa nha, tầm tháng rưỡi nữa. Đây là cái dòng lá cực kỳ đẹp. Hải châu mà được cái dòng lá như thế này là gọi là cái dòng lá rất đẹp rồi nha quý anh em. Cây nhìn khá là hay nha, cây nhìn từ trên xuống dưới nhìn tổng thể cây khá là hay. Rồi, sàn thi quay tổng thể cây. Tổng thể cây một lần nữa nha. Sàn thi báo giá, giao lưu cùng với anh em luôn. Một cây hải châu. Một cây dạy hải dáng song thụ. Một cành hiên, một cành lùa. Cành trực lùa theo cành hiên. Rất là đẹp, cây này bonsai để bay. Bonsai để lan, công cho anh em được. Bonsai tầm trung. Rất là đẹp. Cây này một người bên nặng nha quý anh em. Rồi hôm nay giao lưu với anh em một cây. Cây này của anh em giao lưu với anh em giá là 2,2 triệu. Bên sàn thì bao ship. Rồi 2,2 triệu bao ship. Kính mời của anh em tham gia ủng hộ. Và của anh em quan tâm thì gọi điện trực tiếp cho bên sàn thi. Số điện thoại bên sàn thi luôn để trên màn hình. Rồi hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông. Theo dõi bên sàn thi lúc 11 giờ và 19 giờ mỗi ngày. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người.